Hôm nay mình test một bộ sạc nhanh VinFast Evo 200 mới tậu. Mới mua bộ này 3,2 triệu nhé. Giờ 54 30%. Tầm 10 giờ 20 mình kiểm tra thì báo pin đầy rồi nhé. Bây giờ đang 10 giờ 54 này. Tầm 10 giờ 20 mình kiểm tra trên ứng dụng thì báo pin đầy. Sạc khá mát nhé, mát hơn loại 400W. Xin chào các bạn, mình là ông Duyên. Mình mới mua cái bộ sạc nhanh của VinFast loại 1000W này. Trên đây là con 400W đi theo xe của mình, đây là bộ zin. Còn đây là bộ 1000W mình mua ngoài, nhưng được shop giới thiệu là hàng zin ấy. Mình mua vào shop là mua bán phụ tùng VinFast này, giá 3,2 triệu này. Ở trên shop này thì nó có giá cao hơn một tí, là nó dành cho cái dòng xe dòng S của như Clara S, Phoenix S. Nhưng dòng Evo thì shop không bảo hành, shop bảo hành ngắn hơn và giá nó rẻ hơn tầm 200. Đây bộ 1000 mình khá ưng ý. Mình sạc được 2 lần là mình thấy khá nhanh. Với lượng pin nó tầm 30% pin thì mình sạc lên đến đầy thì không đến 4 tiếng nhá, nhanh nhá. Tầm 7 giờ mình cắm sạc thì tầm 10 rưỡi trên 10 rưỡi là pin đầy rồi. Mình sẽ chèn cái video về thời gian sạc cho các bạn sau, nhưng mà mình nói qua về cái hai bộ này thì đây, nhìn tổng quan thì cái này có tấm tản nhiệt nó thò ra nhá. Tấm tản nhiệt là nóng nhất, và khi sạc các bạn lên để ngửa này, hoặc để úp như này. Để úp này thì nó cân bằng hơn. Hoặc để như này. Thì tấm này rất nóng. Nhưng cái bộ 1000W này thì sạc thì mình thấy nó mát hơn. Có thể là do nó giấu tản nhiệt ở trong nên cái vỏ nó mát hơn cái tấm 400W nhá. Cái sạc to thì củ sạc này thì nó mát hơn. Về nhiệt độ làm nóng pin thì mình thấy do đợt trước là miền Bắc chưa nắng nóng thì mình sạc cái 400 này thì mình thấy pin cũng không nóng lắm. Vào cái đây cái lần sạc đầu tiên mình dùng cái quả 1000 này mình sạc thì cũng sạc lúc chưa đầy pin. Do thời gian ngắn mình sạc không đầy pin nhưng mình thấy pin cũng không nóng lên mấy. Về tính năng mình thấy là nếu mà để bảo vệ pin thì hai cái tương đương nhau thôi. Nhưng mà cũng không an tâm về cái chế độ bảo vệ pin của nó lắm, tại vì bây giờ thế pin thì yếu thì hãng thay thôi. Cái này nếu mà mua ở chính hãng VinFast thì sẽ có giá tầm 4 triệu. Mình hỏi ở cái shop bán ấy. Con nhỏ này 2 triệu này, con này 4 triệu này. Và đây có một shop duy nhất trên Shopee mình tìm được là 3,2 triệu. Và một số trang web khác thì sẽ bán thì giá sẽ thấp hơn 4 triệu một tí. Nhưng Shopee hiện tại đang 3,2 triệu đang là rẻ nhất. Tại sao mình lại mua thêm một cục này? Thì cục này mình sẽ sạc ở cơ quan này. Sáng đi làm cắm sạc, trưa về là đầy. Tầm 5-6 ngày mình sạc một lần. Còn con này sẽ để ở nhà gần như không sử dụng. Mình đi gần 1000 cây rồi thì mới có một trường hợp duy nhất mình sạc ở nhà thôi. Mình toàn sạc ở cơ quan. Và con này thì mình thấy là lên có 2 cái, 1 cái cơ quan, 1 cái ở nhà này đỡ phải mang đi mang lại, thì cái cốp xe mình sẽ rộng hơn. Và nó chống rung sóc cho cái bộ này thì nó cũng tốt hơn nhé. Về tổng kết thì mình thấy con VinFast Evo 200 nó rẻ hơn con Phoenix tầm 7 triệu. Nhưng nó bị cắt giảm đi củ sạc thì mình bù thêm một ít vào để mua củ sạc này. Và nó tiện nhé, mình có hai, mình có thể sạc bất kỳ nơi nào và không phải lúc nào nhét cốp nhé. Giờ video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.